Nhắc đến cái chuyện nhạy cảm đó thì thực sự tôi cũng rất khó nói. Có thể nói là nhiều khi mình cũng thấy buồn, và đặc biệt là khi thấy bà xã mình buồn thì đó là cái điều mình phải suy nghĩ nhiều nhất. Sau khi tham khảo rất nhiều loại thuốc và rất nhiều lời tư vấn của mọi người, thì mình đã tìm đến được một cái sản phẩm mà mình thấy rằng rất là ưng ý. Không phải là bản thân mình nữa mà ngay bà xã mình cũng cảm thấy rất là vui. Được biết tới là sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới với những thành phần đặc biệt như tinh chất nhân sâm, bà kích hay đồng trùng, Mãnh Lực Khang được nhiều nam giới tin dùng vì mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện sức khỏe, khắc phục tình trạng yếu sinh lý. Sản phẩm được cấp phép lưu hành của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Để có được cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Do đó, việc phát hiện sớm các vấn đề về sinh lý ở nam giới là điều rất quan trọng. Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên được tư vấn một cách đầy đủ để có thể tìm được phương pháp điều trị một cách hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhất. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.